Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Nghiêm Nhật, 25 tuổi. Dạ, quê em ở Nha Trang, Khánh Hòa. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Công việc hiện tại của em là kỹ thuật viên X quang, làm trong bệnh viện trung tâm thị xã Tân Uyên, Bình Dương ạ. À, tức là em là kỹ thuật viên chụp X quang đó đúng không? Dạ đúng rồi. Khi người ta úp mặt vô tường rồi chụp đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay. Em là Thùy, 25 tuổi, đến từ Hà Tĩnh. Hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Bình Dương, em làm công việc gì? Dạ, em là dược sĩ ạ. Rung quá, bình tĩnh. Một tràng pháo tay cho bạn gái ạ. Một người chụp X quang, một người là dược sĩ. Hợp lý. Ở Bình Dương hai người hỏi thăm nhau coi có gần nhau không? Em ở đâu em? Dạ, em ở Thuận An, Bình Dương ạ. À, anh ở Tân Nguyên, chắc cũng không xa lắm. Rồi, bây giờ điểm mạnh với điểm yếu của mình đi. Ưu điểm của em là người biết lắng nghe, chia sẻ, biết quan tâm người khác. Em thích trẻ con và về nữ công gia chánh hay là thiếu thuốc may vá thì em đều biết một ít ạ. À rồi. Dạ, điểm yếu thì em hay run, tính em ngại đám đông, em ít nói quá. Anh em bảo em là may thì mùa đông nói một tiếng, mùa hè nói một tiếng, chán lắm. Cổ run lắm, cơ mặt tay chân run hết trơn vậy đó. À, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì? Tính tình là em vui vẻ, hòa đồng, hài hước, tự lập, biết một chút về nấu ăn, biết một chút về hát và nhảy múa. Em thì thích đi ăn cùng bạn bè, đặc biệt là em rất ăn nhiều. Nếu mà trong lúc đói hoặc là thèm ăn gì đó thì em có thể ăn rất là nhiều. Ví dụ như em có thể ăn từ 5 đến hơn 5 tiếng cơm. Điểm yếu là gì? Điểm yếu là gì? Em tự nhận mình là người hơi nóng tính. Lúc mà người ta có thể nói xấu mình hoặc là làm mình khó chịu, hoặc là những công việc áp lực căng thẳng mình làm mình khó chịu thì em cũng kiềm chế, nhưng mà khi một lúc đó em có bộc lộ ra cho người ta biết là mình khó chịu. Em gái, em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em chính thức em chưa có mối tình nào. Dễ thương vậy mà sao vậy? Lúc còn đi học thì bố mẹ em không cho yêu. À. Còn khi đi làm rồi thì do là môi trường công việc của em toàn là gái, không có trai. Chưa có một mối tình nào, vậy là chưa nắm tay, chưa hôn gì hết đúng không em? Dạ chưa. Chưa luôn. Còn bạn, mấy mối tình rồi? Dạ, em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì dạ, quen 3 năm, chia tay được 1 năm. Lý do? Trong thời gian quen nhau thì cũng giận hờn rồi chia tay rồi quay lại. Rồi từ đó thì tình cảm hai đứa thấy xa cách dần. Bây giờ mình chưa trải qua một mối tình nào, nhưng mà mình có thường hay ấp ủ mình tưởng tượng người đàn ông của mình là như thế nào không? Không nên quá đẹp trai. Tại sao? Đẹp trai thì đào hoa. Em sợ. Chưa chắc em có những người đẹp trai không có đào hoa mà đào mỏ không à. Gì vậy anh Linh? Không thiệt mà, anh nói thiệt. Trong xã hội rất nhiều người đẹp trai cũng đào mỏ. Cũng có nhiều người không đẹp trai nhưng đào hoa. Rồi, còn gì nữa không? Chứng chặt, biết lắng nghe mà chia sẻ. Nói được thì sẽ phải làm được. Ngoại hình thì cao từ 1m7 đến 1m8 là được. Cao chi dữ vậy? Có điểm nào mình không thích ở người bạn trai không? Dạ, bạn trai thì không được ra trước. Đừng cố lòe loẹt quá. Trai mà lòe loẹt gì em? Thì giả sử như là ăn mặc cầu kỳ quá, bỗng loạn quá, tóc tai chạy chuốt quá đúng không? Dạ, đúng rồi. Là không được đúng không? Đúng rồi, không được. Nghe những tiêu chuẩn bạn gái đưa ra, bạn trai thấy mình đạt được bao nhiêu phần trăm? Dạ, thấy cũng chắc 70-80 quá chị. Không được lòe loẹt chạy chuốt quá nha. Phải bụi đời lên chút xíu. Mẫu người lý tưởng của em thì sao? Về tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, hài hước, thông minh, chăm sóc cho gia đình, biết cách tự lập. Về ngoại hình thì cao từ 1m55-60 được. Dễ nhìn, da trắng, tóc dài. Em không thích điều gì người phụ nữ? Về cách về nói nhiều quá. Nói nhiều, là... cô kia không có nhiều rồi đó. Mùa đông nói câu, nói mùa thu nói câu, mùa hè nói câu. Cần, nếu mà cần nhằn gì đó nhiều quá thì cũng không được. Bên đây không cần nhằn, không nói nhiều. Tại vì có nói đâu, cần nhằn. Dạ. Chị Cát Tường ạ. Chà, cái này cũng có vẻ chải chuốt quá ha, láng gọn quá ha. Nãy ta nói rồi đó, cào cho nó. Em cào bớt rồi đó. Cào đó hả? Em cao mét mấy? Em 1m7. Phổi em tốt không? Dạ tốt thì. Có hút thuốc nhiều không? Dạ không. Có nhậu nhẹt gì không? Có nhậu một tí. Mình làm bên ngành này mình đừng có nên nhậu nhẹt say xỉn chi, mình phải làm gương chứ. Dạ. Nhậu thoải mái vô nó chụp có nó nghỉ. Rồi, em có yêu cầu gì về phía nhà gái không? Không có gì hết cái gì. Sao cũng được hết à. Trời, ông này ông dễ tính quá ha. Dễ bên đây. Tu sâu chút đi. Dạ. Láng quá. Dễ thương.
có cái ba lúng đồng tiền nhỏ nhỏ. Hiền là được chị. Được, đang ngang đây phong độ lắm. Anh qua anh coi coi bạn đàn gái thế nào nha. Em chào anh gái. Dạ. Giọng nói dễ thương quá hả? Dạ. Về Bình Dương ở, xong rồi vô bệnh viện phụ anh kia được không? Anh bên xin cho em tổng luôn. Bên bán thuốc, bên chụp hình. Em bán thuốc anh. À, bán thuốc không? Dạ. Nhưng mà xin thế này, tới giờ chú người yêu lạ thiệt nha. Bố mẹ không cho. Giờ bố mẹ cho chưa? Giờ bố mẹ bắt đi. Đầu tiên mẹ bảo cứ học xong rồi có người, kiếm người yêu cũng không sao hết. Xong giờ thì đăng ký đi, đăng ký lên mà kiếm người yêu. Già rồi. Đâu có già đâu. Còn trẻ lắm, tại ba mẹ cũng nôn đó. Nếu được thì bao lâu em đồng ý cho anh ấy tiến tới? Chắc là cho anh ấy thử thách một năm. Xong sớm sớm chút đi. Ông bà muốn có cháu ngoại rồi. Nhưng là mối tình đầu của em, cho lâu một chút, để yêu lâu một chút đi. Nào vẫn yêu mà, đâu phải lấy nhau là yêu hết yêu đâu. Chút cho nó có cái sự trải nghiệm về tình yêu đúng không? Dạ, em chưa được biết, em chưa biết yêu. Em có khi nào tưởng tượng ra nụ hôn chưa? Em xem phim rồi mà em thấy ghê quá. Ba hung mà thấy ghê. Có khi nào em thấy một người con trai hung người con gái mà em nôn nao sao động chưa? Em không biết nói sao ấy. Nhưng em cũng thích ấy. Bây giờ em có muốn có một người nào đó đến hôn em không? Phải là người yêu mình thích mới cho hôn chứ. Trời xe lạnh ha. Âm nhạc nhẹ nhàng, bóng tối bao trùm lên. Đâu đó một cái bờ môi nóng bỏng. Nhỏ nổi da gà kìa. Lãng mạn quá. Lãng mạn quá trời. Bịt mặt. Anh mới tả tới đó thôi mà khổ thấy lãng mạn rồi đó. Đoạn sau để hồi em làm nha. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ, em đi với sư phụ của em, rồi chị họ với hai người bạn của em nữa. Sư phụ. Chào đệ tử. Sao tình hình sư phụ sao mà để cho lính tới giờ còn không biết hung là gì? Em còn chưa biết nó chi đệ tử. Hèn chi, nó gọi là sư phụ. Sư phụ là chỗ đó đó. Chỗ đó đúng rồi, dạ. Hiểu lầm. Thì nãy giờ em ngồi dưới đây quan sát thấy thì em cũng được hai em thì thấy cũng xứng. Sự lựa chọn của hai em thì tùy. Chị cũng hy vọng rằng hai em sẽ tạo điều kiện cho nhau để có một cái cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Dạ, cảm ơn sư phụ. Em có đi với người nhà em là ai không? Em đi với bạn bè thân và thiết và đồng nghiệp. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Thấy bạn gái ở đây cũng rất là xinh thì mong hai bạn cũng cho cơ hội nhau để bấm nút. Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Cố gắng ngày hôm nay phải có nụ hôn đầu đời nhé em. Hôm nay hy vọng có hai nụ hôn đầu đời. Anh có món quà tặng em. Dạ, anh có. Quan điểm tình yêu của em là gì? Quan điểm của em là càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Này giống anh. Cái hạnh phúc đó, nó không thể nào mà mãi mãi được. Mình có giận hờn hay là mâu thuẫn gì đó thì mình nghĩ đến những hạnh phúc đó, mình cảm thông và chia sẻ với nhau được. Thì lúc đó mọi chuyện sẽ qua. Em cũng nghĩ vậy. Em có gì nhận xét về anh không? Em thấy anh cũng hiên. Cũng ít nói giống em. Cũng ít nói ra nhưng mà cũng khó, nhiều lúc cũng khó diễn tả được những lời mình nói á. Bình thường thì em cũng không có ít nói. Khi nào mà gặp bạn bè của em thì em nói nhiều. Anh còn... thì cũng vậy. Chỉ có người quen em nói nhiều. Em có thích đi xem phim hay là ăn uống gì không? Em thích xem đá bóng. Anh là cầu thủ bóng đá nè em. Nghiệp dư thôi. Em thích những người mà biết đá bóng. Anh đá tiền đạo á. Mẹ, hôm nào anh mà đi thì em sẽ đi cổ vũ cho anh. À, lúc ạ. Dạ. Nói chung là em mê bóng. Ở đây thì anh cũng có một cái món quà nhỏ tặng em mà đó, rồi một món quà nữa anh tặng dành em. Dạ. Cứ nhìn cho rõ. Chụp ít quang hả? Dạ em có. Em mang chút xíu xin chúng dạy ạ.
Anh chịu em rồi đó. Chịu rồi đó nha, có đầu tư ghê luôn nha. Dễ thương quá. Nhảy là đã đặc biệt rồi, còn có đoạn đưa đưa với tờ giấy nữa. Dễ thương quá. Khi em, nếu em thấy mình hợp nhau và tin tưởng anh thì cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau em nhé. Cảm nhận của em như thế nào về phần trình diễn của anh ấy tặng cho em vừa rồi? Cái này ai em giữ đi, em giữ nha. Làm kỷ niệm em. Em làm giữ làm mối kỷ niệm. Mối tình đầu đó là sưu tập là những kỷ niệm. Khó duyên lắm. Rung động. Rung động. Lần đầu tiên có người làm bề bề em luôn. À. Em cảm ơn anh. Nếu mà em cảm thấy mình rung động trước anh hoặc là tin tưởng của anh và nói chúng mình hợp nhau thì hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để hẹn hò với nhau. Hết thời gian. Dễ thương quá. Hy vọng rằng mối tình đầu sẽ xuất hiện. Nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. 1. Hãy bấm bằng cả trái tim nha. Bấm bằng cái sự rung động của con tim. 2. 3. Hết thời gian. Wow. Tuyệt vời. Nào, hãy nắm tay nhau. Cái nắm tay đầu tiên đấy. Và một nụ hôn sẽ xuất hiện. Hôn làm sao để cô ấy nhớ, không bao giờ quên nụ hôn đó. Cho anh hôn em nhé. Để tôi coi coi dính chưa. Chưa dính. Sát vô. Sát vô nữa. Rất dễ thương thưa quý vị. Chúc hai em sẽ hạnh phúc. Em là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, em 24 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên khai phát cho một nhãn hàng giày của Pháp ạ. Rồi, bạn Ánh 24 tuổi ha. Mời bên trai bên kia giới thiệu. Xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Tâm, hiện đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vũng Tàu luôn hả? Ủa sao Vũng Tàu họ không gặp nhau mà họ đến đây mới gặp nhau nhỉ? Vũng Tàu anh làm ở đâu anh? Dạ, Vũng Tàu anh làm ở huyện Xuyên Mộc em ạ. Ủa, Xuyên Mộc, anh có làm gần Bà Tô không? Bà Tô thì đó là gần nhà của anh ạ. Có chừng nhà em ở Hòa Bình anh có biết không? Cách Bà Tô 10 cây á. Rồi, Hòa Bình anh biết, anh cũng thường về đó công tác. À dạ. Hỏi cô có bà con không? Vậy là biết luôn rồi ha. Dạ, địa giới hành chính khu đó thì em biết. Đúng rồi, làm tài nguyên môi trường mà. Dạ. Rành lắm. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em rất vui vẻ, hòa đồng. Nói chung em hay cười. Em thích nấu ăn và thích làm việc nhà. Còn điểm yếu thì chắc là lúc yêu thì em hơi nhõng nhẽo một tí. Wow. Anh kia, anh có thích phụ nữ, con gái, bạn gái của mình nhõng nhẽo một tí không? Dạ không sao chị ạ, lúc em nhẽo có thể là dễ thương hơn. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Dạ thưa là điểm mạnh của em là rất là tự tin khi mà báo cáo hoàn thuyết trình trước đám đông. Có chí làm ăn, đam mê thể thao. Mặc dù người nhỏ nhỏ thế này nhưng mà em rất là thường xuyên chơi thể thao. Chắc khỏe đúng không? Dạ, chính xác. Rồi điểm yếu của em là gì? Mỗi lúc cũng hay tự kỷ về công việc, ấp công việc, ít nói chuyện ai, tìm một nơi đó yên tĩnh mình suy nghĩ. Công việc em cũng áp lực đúng không? Dạ đúng rồi. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh thì em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình rồi. Lý do tại sao mình chia tay 2 mối tình đó? Mối tình đầu thì do cũng đam mê về công việc. Mới bắt đầu năm nhất đại học em đã làm thêm rồi. Về cái vị trí địa lý giữa em và bạn gái em hay xa. Mà em đam mê thể thao, em không lấy xe máy, em hoàn toàn em sử dụng sinh hoạt bằng xe đạp. Cho nên không thời gian quan tâm nhau nhiều nên thì chia tay. Mối tình thứ hai, có thể một phần nào em công việc em cứ ít quan tâm. Một cái điểm khuyết điểm của em là ít quan tâm bạn gái nhiều, chỉ đam mê công việc thôi đó. Nếu mình yêu một người đó mà mình không dành thời gian để quan tâm đến họ, đúng là cái đó là người ta gọi là tệ đấy. Bây giờ mình rút kinh nghiệm chưa bạn? Dạ đã, thì trải qua 2 mối tình em đã học được bài học rồi chị. Bây giờ mình phải quan tâm bạn gái nhiều hơn nha, đặc biệt cô này là thích nhõng nhẽo, thích được người yêu chiều chuộng nữa nha. Dạ. Rồi, lý do tại sao mình phải cần tìm đến chương trình? Em cũng dễ thương, cũng năng động, vui vẻ, hay cười. Tại sao ấy? Dạ, tại lúc còn đi học thì em ham học. Mà lúc lên sinh viên thì em thích coi phim ngôn tình đó chị. Nên em gái của em kêu là xem phim ngôn tình riết là ế, mà ế thiệt. Rồi vậy hả? Ủa tại sao coi phim ngôn tình này lại ế? Chị chưa hiểu. Đắc lúc trước mê soái ca quá, còn bây giờ là hết rồi chị. À, mình cứ đòi kiếm người giống như trong phim vậy nên ngoài đời không có đúng không?
Em đi tìm soái ca hả? Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em trải qua một mối tình chia tay cũng 3 năm rồi. Mối tình đó kéo dài bao lâu? Dạ, hơn 1 năm chị. Lý do tại sao mình chia tay? Dạ, tại không hợp nhau với anh đó, ham công việc nên ít quan tâm nên... Đó, thấy chưa? Giống cái anh mình bển quá. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Không cần đẹp đâu, chỉ cần dễ nhìn có duyên là được. Vui vẻ, hòa đồng, không gia trưởng. Hai chị em đi chơi. Đi xe đạp được không? Được luôn anh. Được luôn. Có những điểm gì em không thích ở người bạn trai? Đừng có nóng tính quá. Lúc mà cãi nhau thì đừng có giằng co, tại vì em rất là dễ tính vậy. Chỉ cần giận nhau rồi qua một đêm là em quên à. Em không có giận lâu. Cứ im im để đó mai tính ha. Được không? Chắc là vậy hả chị? Với lại nịn em một xíu là em dễ mềm lòng lắm. Chị thấy bên đây cũng dễ lắm đó, không biết bạn trai sao, có tấn công nổi không chứ thấy dễ ẹt à. Mẫu người lý tưởng của em sao em trai? Quan tâm cho gia đình, có trách nhiệm và biết nên là có cái sự tình yêu đối với xã hội. Ngoại hình như thế nào có? Ngoại hình thì cơ bản thôi em dễ nhìn. Em nói dễ nhìn như thế nào? Cái câu này mới là khó nè. Ví dụ như là ngoại hình có thể chiều cao khoảng tầm 1m5, 1m6 cũng được. Da trắng hay da ngăm cũng được. Ngắn hay tóc ngắn hay tóc dài đều được. Cái gì cũng được hết. Dạ. Thích là vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ với công việc cũng như là áp lực của rồi, bạn trai. Dễ quá, nhưng mà giờ có cái điều nào phụ nữ em không thích không? Nãy giờ cái gì cũng được. Cầm ram. Thiếu quan tâm đến gia đình. Cầm ram. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ thế thôi chị. Dạ em chào chị. Cán bộ nhà nước nha, chững chạc đấy. Có thể hay nghiêm túc mà. Nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc đấy. Bây giờ nếu như mà được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thưa chị, nếu mà được thì chắc khoảng 1 năm. Sẵn sàng hết chưa? Chuẩn bị hết chưa? Tương đối được khoảng 80%. Nhớ dành nhiều thời gian để đưa bạn gái đi chơi. Dạ. Chăm sóc bạn gái nhiều hơn. Lần này mình quen là mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Nhưng mà thấy tướng có vẻ hơi nhỏ con, hơi ốm yếu quá. Thấy ốm gì mà không yếu thôi chị. Chắc không? Dạ chắc ạ. Đâu hít đất thử chục cái coi thử coi. Em hít ở đây. Dạ đúng rồi chứ đâu vậy. Mười mà bo thằng 20 luôn ha. Trời ơi. Được. Bo thêm 10 cái nữa đó. Đàn trai thấy dữ chưa? Sức khỏe tốt, mọi thứ đã sẵn sàng. Nhỏ con nhưng mà nhỏ có vỏ. Để anh xem đàn gái thế nào nha. Ôi, chào em, quá xinh. Anh bên đây thật sự rất là chững chạc. Ảnh cán bộ nhà nước mà. Bây giờ mình bàn cách làm đám cưới càng sớm càng tốt thôi ha. Dạ, chơi vậy chứ tại bà ngoại em cũng hối em có bạn trai quá. Bà ngoại hối hả? Dạ, bà ngoại em là người mong em có bạn trai nhất. Bà ngoại năm nay nhiêu tuổi? Dạ, 82 rồi chị. 82 rồi? Dạ. Lấy lại lẹ đẻ cho bà ngoại có cháu cố ha. Đúng rồi, phải đẻ liền á nha, lấy liền, đẻ liền. Mấy đứa? Chắc một hai người gì thôi. Em thích con trai hay con gái? Dạ, con trai. Thích con trai hả? Bạn trai thích con trai hay con gái? Ờ, thưa anh thì quan điểm em con nào là em cũng thích, nhưng mà nội là mẹ em thì thích con gái hơn. Nhà nhiều con trai quá rồi. Nhà em thì ba đứa con gái nên em thích con trai. Nhà anh thì là ba trai. Trời ơi, sao hai nhà nên này nên mẹ thích con gái. Đằng thôi mình xin hai đứa đi em, một trai một gái cho đều. Dạ. Vậy cũng ổn rồi đó. Yên tâm, đàn trai là chuẩn luôn rồi đó. Cha chuẩn chạc chị được con nít chịu của em. Chịu được, anh em chuẩn chạc lắm. Không đó, anh rút kinh nghiệm mối tình được cũ đấy. Rồi anh phải quan tâm tới bạn gái nhiều hơn chứ. Mấy giờ cái gì rồi. Được cho anh đây, chỉ có cái là thiếu quan tâm thôi, mà thời gian nó đã qua rồi. Bây giờ anh nghĩ rằng cần quan tâm phụ nữ hơn, bởi vì phụ nữ là những bông hoa xinh đẹp, mình phải quan tâm, phải chăm sóc ha, để làm cho bông hoa nó lung linh hơn nữa. Hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em đi với em gái em ạ. Cho em gửi lời chào đến em Quỳnh Linh. Chào chị Cất Tường, chào em trai. Chào quý vị khán giả. Chị gái em thì khá là hiền. Ở nhà thì có ba chị em gái, không có con trai, nên phần lớn những cái việc trong gia đình thì chị em hầu như là rất là giỏi. Về phần em trai thì em thấy em rất là được ở gần nhà. Mà em thích điều đó. Và em tin là bà ngoại em cũng sẽ thích em.
Và còn một điều nữa, tất cả những cái nãy giờ anh nói thì em rất là thích, nhưng mà còn một cái vấn đề em đang băn khoăn là anh nói là anh khá là ít quan tâm bạn gái, mà em lại không có thích điều đó lắm. Vì chị gái em thì một người là khá là lặng mà lại thích xem phim ngôn tình nữa. Nên là em mong là anh sẽ quan tâm chị em nhiều hơn một chút, và ít nhất một tuần phải đưa chị em đi chơi 2-3 lần. Gái thường chị gái dễ sợ ha. Yên tâm, anh sẽ đưa xuống suối nước nóng tắm một ngày 4-5 lần luôn. Xuống nước nóng Bình Châu hả? Dạ. Sao đúng rồi. Anh trai phải hứa với em gái cái cho em gái yên tâm chứ. Ừ, anh sẽ có hứa cố gắng đưa chị em một ngày đi chơi hai, một tuần đi chơi 2-3 lần. Một ngày đi chơi 2-3 lần. Em sẽ kiểm tra nha. Cảm ơn ạ. Nhà em làm giấy tờ sổ đỏ gì để anh lo. Rồi bạn trai mình hôm nay mình đi với ai nè? Dạ thưa chị, hôm nay em đi với lại dì em, dì thứ ba. À, và một thứ người ba. Bạn rất là thân của em. Chào dì. Dạ. À, chào anh Quyền Linh. Dạ xin chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ xin chào quý vị khán giả. Bây giờ dì thấy vui không? Dạ. Vậy giờ thì dì thấy vui không? Vui. Chào hai cháu. Hôm nay thay mặt bố mẹ cháu không có đi được, tôi phải thay mặt mẹ nó, tôi đi cho cháu tôi. Dạ. À, nói về vấn đề nhận xét bản tánh của cháu, của dì á, thì cháu yên tâm đi. Thấy còn trẻ thế còn già trước tuổi nữa. Vừa lo đi làm, vừa chịu khó bỏ tiền cho chăn nuôi nữa. Chịu khó làm chứ đi chơi thì ít, nhậu thì không có đâu. Cô thấy con dâu tương lai bên sao vậy? Dạ, cháu thì rất là đẹp xinh. Đẹp người, đẹp nết. Ở gần tới lui nó cũng tiện nữa. Rước dâu cũng gần ha. Dạ. Dạ, trời. Ờ, dì chào. Ủa, cháu. Dì ở dưới kia lên luôn hay dì ở Sài Gòn? Dì ở thành phố. Nhưng mà cũng thường xuyên đi dì dưới mẹ cháu hoài à. Dì dưới Bà Rịa, Bà Tô, quê dì ở Bà Rịa mà. Dạ. À. Như vậy là cơ bản là dì cặp này là dì chấm hay dì ha? Dạ. Được hả dì? Được. Dạ. Rồi, dì đồng ý rồi đó. Thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai cháu gặp mặt đi. Kéo màn. Không gian này là của hai bạn. Mời. Tham gia chương trình anh có món quà nhỏ tặng em. Nó là một chiếc khăn. Thì cho anh xin phép anh cũng được tràn cho em. Dạ. Em cầm cho mình cái hộp. Như có hẹn trước hay sao ha? Ừ, làm như hẹn đâu từ lúc nào vậy đó. Anh hy vọng thì chiếc khăn này nó sẽ mang lại hơi ấm cho em, hạnh phúc em. Đẹp á, hay đấy, cái màu khăn với màu áo giống nhau á. Rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện tình yêu nhé. Mời hai bạn cảm nhận về lần đầu tiên mở màn lên gặp nhau thấy như thế nào. Anh ơi, anh có thấy con gái mập không? Em hơi mập. Không, anh thấy em vừa người rồi, không có mập lắm. Qua giọng nói anh không nghĩ em xinh thế này. Nếu như mà được đến với nhau thì em thích sống ở đâu? Em thích sống gần nhà hơn. Gần nhà, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Dạ. Anh thì hiện giờ đang mua được một miếng đất rồi, được chưa có tiền xây nhà thôi. Chắc để đợi cưới mới xây nhà. Anh nghĩ cũng nghĩ thế. Đám cưới lợi. Em suy nghĩ về gia đình như thế nào? Anh nghĩ gia đình thì cần sự vun đắp của cả hai người. Người phụ nữ phải biết chăm lo vun vén cho gia đình. Người đàn ông cũng phải thông cảm cho người vợ và giúp đỡ người vợ, chứ không phải là để người vợ làm một mình. Cảm ơn em, anh cũng thích như thế. Dạ. Cuộc sống vợ chồng phải biết chia sẻ. Dạ. Tôn trọng yêu thương nhau và bà phải tin tưởng. Dạ đúng rồi. Thì nếu tin tưởng anh thì hãy cho anh một lần để tìm hiểu em. Dạ. Đặt tay lên nút bấm đi. Rồi bây giờ mình bắt đầu kiểm tra lại nhịp tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Nào hãy nắm tay nhau. Cái khăn rất là đẹp. Hợp lý đấy. Hợp lý. Một lát nữa hai người sẽ cùng nhau đưa về Xuyên Mộc. Vô tắm nước nóng Bình Châu. Thuận đường luôn ha.